mộng tỉnh duyên kết đại pháp huệ giả tâm thanh chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh minh huệ chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc pháp chia sẻ thứ nhất hòa tan trong pháp bài viết của một học viên pháp luân đại pháp tại Trung Quốc hơn một năm trước tôi buộc mình phải học thuộc pháp và hiện giờ tôi đang học thuộc truyền pháp luân lần thứ hai tôi ưu tiên chất lượng chứ không phải số lượng chẳng hạn như tôi không nghĩ rằng mỗi ngày chỉ học một đoạn pháp là quá ít, mà quan trọng là hiểu được nội hàm của pháp lý trong đó. Những vị Phật, Đạo, Thần, Hộ Pháp dần dần sẽ triển hiện cho tôi nội hàm thâm sâu hơn của pháp lý trong truyền pháp luân. Sau khi minh bạch được một pháp lý, tôi chiều theo đó đo lường bản thân. Điều này đã giúp tôi tìm ra nhiều chỗ thua kém trong tu luyện và đề cao tâm tính. Một, học thuộc Pháp. Trong một giấc mơ, tôi đứng giữa một nhóm khoảng 20 người dưới một tán cây cao đang tìm kiếm trái cây trên cành. Không có nhiều quả, nhưng quả thì chín mọng và rất đẹp. Quả có hình dạng như một hồ lô nhỏ, to gấp đôi quả táo. Ai cũng muốn nó, nhưng không ai có thể hái được vì cây quá cao. Đột nhiên sư phụ xuất hiện, bay lên trên ngọn cây và nhẹ nhàng lắc cành cây. Những quả chín rời khỏi cây và rơi xuống. Mọi người tranh nhau nhặt chúng lên và tôi nhặt một quả màu vàng cam có lẫn màu đỏ và xanh lá cây. Tất cả chúng tôi bắt đầu ăn quả mà chúng tôi nhặt được. Chúng rất giòn, ngọt và có vị rất ngon, ngon hơn bất kỳ loại trái cây nào tôi từng ăn. Sau khi ăn xong, tôi đến gặp một nhóm người khác và một học viên tôi biết cũng ở trong nhóm đó. Tôi kể cho cô ấy nghe về trái cây đó. Cô ấy nói, sao chị không mang một quả cho tôi thử? Tôi bối rối đáp, ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ đến việc này nhỉ? Lúc đó tôi nghe thấy một giọng nói, cái này không thể mang đi được. Rồi tôi thức giấc. Tôi không thể ngủ lại được. Tôi miên man suy nghĩ về nơi đó, tự hỏi sư phụ đang giúp tôi khai ngộ điều gì. Cuối cùng tôi nhận ra rằng, sư phụ đang khích lệ tôi đồng hóa với pháp, hòa tan trong pháp và tinh tấn hơn. Học viên mà tôi biết rõ ấy đã bắt đầu học thuộc pháp với tôi, nhưng cô ấy đã không kiên trì và cơ bản là cô ấy chưa thể học thuộc pháp. Sư phụ giảng rằng, trạng thái tu luyện hoặc quả vị của ai là tùy thuộc vào người đó và không thể đạt được bởi người khác vì thế làm sao mà cô ấy có được quả mà tôi nhặt được từ đó trở đi hễ gặp cô ấy tôi lại kể cho cô ấy nghe về kinh nghiệm học thuộc pháp của tôi tôi luôn khích lệ cô ấy học thuộc pháp tuy nhiên tôi chưa bao giờ kể cho cô ấy về giấc mơ của tôi vì tôi e rằng điều đó sẽ tạo áp lực cho cô ấy và ảnh hưởng đến tu luyện của cô ấy Cuối cùng cô ấy đã bắt đầu học thuộc pháp, vì chứng kiến những thay đổi mà tôi đạt được. Dưới sự dẫn dắt của pháp của sư phụ, bây giờ tôi đã hiểu được thực tu là gì. Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình trước đây, trước khi tôi học thuộc pháp. Tôi đã không biết tu luyện là gì và tôi có tâm tranh đấu mạnh mẽ. Tôi thường nóng giận với đồng tu và người thường. Tôi không hành xử như một người tu luyện và tôi cũng buồn phiền vì không thể tu luyện lên cao tầng hai quan trọng là đề cao tâm tính hơn nửa cuộc đời trước khi tôi tu luyện tôi tranh tranh đấu đấu thường xuyên chiếm lý người khác ngay cả người thô lỗ nhất làng cũng cố tránh xa tôi sau khi tôi tu luyện pháp luân đại pháp bí thư thôn nói rằng tôi đã thực sự thay đổi Tôi không còn là một người phụ nữ ngoan cố nhất ở làng tôi nữa. Người bí thư đó cũng đề nghị vợ mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi cuộc bức hại bắt đầu, anh ấy âm thầm bảo vệ các học viên trong làng. Sau khi nghỉ việc, anh ấy cùng vợ đã bí mật tu luyện một thời gian. Qua nhiều năm tu luyện, tôi luôn minh bạch nguyên lý chân, thiện, nhẫn của đại pháp trong tâm, nhưng cảm thấy rất nhiều lúc đã không làm được. Sư phụ thường cho tôi điểm hóa trong mơ rằng, tôi chưa tu được nhẫn. Có lần tôi nghe câu nói, quan trọng là đề cao tâm tính. Tôi hiểu rằng tôi đã cách quá xa tiêu chuẩn về tu tâm của đại pháp. Tôi thấy sốt ruột nhưng thật khó để đột phá tầng này. Từ khi bắt đầu học thuộc pháp vào năm ngoái, tôi đã tìm ra gốc rễ của việc tôi không thể tu luyện lên cao tầng lý do then chốt là tôi đã không học pháp tốt làm sao mà một người tu luyện có thể đề cao nếu anh ta không học pháp tốt đây là vấn đề căn bản nhất trong tu luyện năm nay tôi tải loạt bài radio hồi ức về sư phụ trên trang web minh huệ tôi lắng nghe trong khi làm việc nhà nhiều đồng tu tham dự các khóa giảng pháp của sư phụ đã kể lại những câu chuyện về sự vĩ đại và từ bi vô lượng của sư phụ nụ cười và giọng nói ấm áp của sư phụ thường hiện lên trong tâm tôi. Cảnh giới tinh thần cao quý của sư phụ luôn truyền cảm hứng cho tôi muốn đề cao. Mỗi lần lắng nghe chương trình này, tôi ước mong học Pháp và học thuộc Pháp. Tôi không chỉ học thuộc Pháp suốt ngày, mà tôi cũng nhẩm lại trang mà hôm trước đã học sau khi phát chính niệm lúc nửa đêm. 3. Tịnh hóa tinh thần thông qua việc liên tục học thuộc pháp pháp lý bác đại tinh thâm của đại pháp liên tục tịnh hóa tâm hồn tôi gột rửa tầng tầng những vật chất dơ bẩn bao bọc quanh tôi đồng thời sư phụ khai mở trí huệ cho tôi và tôi thực sự ngộ được một số nội hàm thâm sâu của pháp có một số người họ hàng ở nhà tôi và tôi đã nói điều gì đó sai một trong số họ rất bất bình với tôi chồng tôi thậm chí còn đánh tôi trước mặt những người họ hàng này tôi không nói gì cũng không đánh lại sư phụ giảng đi ngoài đường bị người ta đá một cước nhưng không ai biết mình là ai thì cũng có thể nhẫn được tôi nói rằng vậy không đủ trong tương lai có khi đang ở trước mặt người mà chư vị không muốn mất mặt nhất thì chư vị bị người ta tát cho hai cái không cất đầu lên nổi chư vị đối đãi vấn đề ấy như thế nào, xem chư vị có thể nhẫn được hay không. Nếu chư vị có thể nhẫn được vững, nhưng trong tâm vẫn không dứt bỏ, thì như thế vẫn chưa được. Trích, bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân Dường như tôi đã đạt đến tiêu chuẩn của Đại Pháp khi tôi không đánh trả lại, cũng không đáp trả lại. Nhưng tâm tôi thực sự chưa dứt bỏ được. Sư phụ cũng khảo nghiệm tôi trong mơ, và tôi cũng không vượt qua được. Tôi vẫn còn tức giận khi gặp mâu thuẫn và những chấp trước cũ lại xuất hiện trở lại. Tôi sững sờ nhận thấy, trong tiềm thức mình vẫn chưa phóng hạ được những nhân tâm này. Trong khi phát chính niệm, tôi thanh trừ tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm oán hận và những vật chất bất hảo khác. Có lần khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy một câu nói rất rõ ràng: hãy buông bỏ cả bản thân bởi vì sư phụ đã giảng rằng liễu ám hoa minh hiệu nhất thôn trích bài giảng thứ 9 chuyển pháp luân đây là sư phụ đang bảo tôi rằng tôi chưa phóng hạ tự ngã trong suốt cuộc đời mình tôi luôn luôn tự cho là mình đúng và vượt trội hơn người khác mọi thứ đều vây quanh tôi và tôi là trung tâm tôi có tiếng nói quyết định sau cùng sư phụ đã thức tỉnh tôi kịp lúc còn xin tạ ơn sư phụ sau đó khi phát chính niệm tôi thêm vào một niệm giải thể tự ngã và những vật chất bất hoại hãy để những sinh mệnh tà ác này chết có lần chồng tôi nói xấu về tôi lập tức tôi đáp lại một cách mỉa mai và thậm chí còn đe dọa ông ấy sau vài phút tôi nhận ra mình đã sai tôi nói với sư phụ Sư phụ ơi, con sai rồi. Có lẽ những lời nói xấu đó của chồng con là điểm hóa của sư phụ. Con lại bỏ lỡ cơ hội đề cao lần này rồi. Lần tới nhất định con sẽ làm tốt hơn. Sư phụ đã an bài cơ hội cho tôi tu luyện khi tôi muốn đề cao. Một buổi sáng tôi không mở cửa cho chồng tôi khi ông ấy làm ca đêm trở về nhà. Ông ấy gõ cửa và la hét tôi Lúc đó tôi không động tâm, nhưng sau khi ông ấy mắng chửi tôi, tôi lại khóc thầm. Tôi tự hỏi, tại sao mình khóc? Một lý do là tôi cảm thấy tệ khi ông ấy đang bị lạnh cóng ngoài kia. Lý do khác là tôi cảm thấy rằng tôi nên nhẫn chịu hơn và nên bảo trì tâm tính sau hơn 20 năm tu luyện. Sư phụ giảng Kỳ thực, khi chư vị cảm thấy xanh, lợi, tình nơi người thường, đang chịu phương hại mà khổ não thì đã là tâm chấp trước người thường đang chưa buông bỏ được đó trích chân tu tinh tấn yếu chỉ thấy tôi không tranh cãi chồng tôi cũng thay đổi thái độ và chủ động giúp tôi làm chuyện nhà như thể không có gì xảy ra tôi thực sự nhận ra vẻ đẹp của sự hòa tan trong pháp tôi thấy xấu hổ vì tôi mỗi năm tôi đều phải chịu đựng nghiệp bệnh trong suốt 20 năm tu luyện. Tôi cầu xin sư phụ giúp đỡ nhiều lần. Bắt đầu từ năm ngoái, khi tôi cảm thấy khó chịu, tôi nhậm pháp của sư phụ. Nan nhẫn, năng nhẫn, nan hành, năng hành. Trích, bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. 4. Sư phụ đã gánh chịu nghiệp lực cho học viên. Vài tháng trước, tôi có một cơn ho dữ dội suốt ngày nhưng ban đêm thì không ho không chỉ không ho tôi còn có thể ngủ ngon và ngủ sâu tôi tự hỏi vì sao tôi không ho vào ban đêm khi bạn đi ngủ vào ban đêm là sư phụ đã gánh chịu cho bạn câu này lập tức đánh mạnh vào tâm tôi tôi rất ngạc nhiên và vô cùng biết ơn tôi nói với sư phụ sư phụ ngài thật vĩ đại con thực sự không biết phải cám ơn ngài như thế nào từ đó tôi hiểu về nhiệm vụ của một học viên đại pháp tôi nên làm gì và tu luyện là như thế nào khi tôi cảm thấy khó chịu tôi xem đó là điều tốt vì sư phụ đang tịnh hóa thân thể tôi tiêu trừ nghiệp lực cho tôi chuyển hóa nghiệp thành đức cho tôi và tăng công cho tôi chồng tôi đi làm suốt năm suốt tháng nên tôi quán xuyến mọi công việc ở nhà sư phụ yêu cầu học viên làm tốt ba việc nên tôi học pháp tinh tấn luyện công phát chính niệm hàng ngày tôi cũng chuẩn bị tài liệu chân tướng viết bài chứng thực pháp và đi ra ngoài cứu người một ngày khi tôi sắp ra ngoài treo áp phích chân tướng lên cây tôi cảm thấy tức ngực khó thở ho khan toàn thân vô lực tôi cầu xin sư phụ sa trì và ban cho tôi sức mạnh với sự trợ giúp của sư phụ tử bi, những khó chịu ở nhục thân biến mất. Tôi lái xe đạp điện đi hơn 16 km và treo được tất cả áp phích lên cây mà không có vấn đề gì. Đó là ngày họp chợ nông sản, nên tôi đến đó một lúc. Tôi mua vài con cá và trả tiền cho người bán. Sau đó tôi mua một ít đùi gà, nhưng người bán nói rằng tôi chưa trả tiền cá. Tôi nói rằng tôi đã dùng tờ 10 tệ có thông điệp chân tướng để trả rồi. Người bán hàng mở ví ra và lấy ra một vài tờ 10 tệ cho tôi xem. Anh ấy nói, không có chữ nào được viết lên đây cả. Tức là tôi vẫn chưa trả cho anh ấy đồng nào. Tôi nghĩ, tôi tu luyện đại pháp và có lẽ đã nợ anh ấy từ kiếp trước. Tôi lấy 22 tệ và đưa cho anh ấy. Sư phụ giảng, như mọi người đã biết Pháp môn này của chúng tôi không tránh né xã hội người thường rồi mới đi tu luyện. Không tránh, không trốn tránh mâu thuẫn. Ngay trong hoàn cảnh người thường phức tạp này, chư vị tỉnh táo rõ ràng, hết sức minh bạch chịu thiệt thòi tại các vấn đề lợi ích vật chất. Khi bị người khác lấy mất lợi ích thiết thân, chư vị không giống như người ta mà tranh mà đấu. Trong các can nhiễu tâm tính, chư vị chịu thiệt thòi. Trong hoàn cảnh gian khổ như thế, chư vị ma luyện ý chí của mình, đề cao tâm tính của mình. Khi có ảnh hưởng của các tư tưởng bất hảo của người thường, chư vị có thể siêu thoát xuất lai. Like. Trích, bài giảng thứ 8, chuyển Pháp Luân Tôi nhận ra rằng đây là điều tốt. Đây đúng là cơ hội để tôi ma luyện ý chí và đề cao tâm tính của mình. Sư phụ giảng Mọi người thường nghĩ xem, người chịu khổ một cách minh bạch chẳng đúng là chư vị người phó xuất chẳng đúng là chủ nguyên thần của chư vị. Khi mất đi những thứ tại người thường, chẳng phải chư vị chịu mất một cách minh bạch đúng không? Công ấy nên để chư vị được, ai mất thì được. Trích, bài giảng thứ 8, Chuyển Pháp Luân Từ đó tôi không còn trải qua khó chịu nào của thân thể, bởi vì sau khi đột phá tầng thứ này, những đặc tính của vũ trụ không còn ước chế tôi nữa. Khi một cá nhân hòa tan trong Pháp pháp sẽ triển hiện thần tích. Trong suốt đợt thu hoạch mùa thu năm nay, tất cả xương ngón tay và ngón chân của tôi đều bị thương. Tôi tăng cường nhẩm pháp, luyện công và phát chính niệm. Trong quá trình này, tôi nghe thấy tiếng tách, tách ở vùng xương bị chấn thương. Sư phụ đã chữa lành vết thương cho tôi trong suốt 10 giờ và tôi đã quay ra đồng làm việc. Bài chia sẻ thứ hai. Tu luyện bản thân trong khi kiên định học thuộc pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm 2005, tôi bắt đầu học thuộc pháp. Ban đầu là các bài giảng ngắn của sư phụ như Hồng Ngâm, Tinh Tấn Yếu Chỉ. Trước khi có thể thuộc được bài giảng thứ nhất trong sách chuyển pháp luân, tôi đã thôi không học thuộc pháp một thời gian dài do trong tâm chứa đựng nhiều chấp trước chưa buông bỏ được. Hai năm gần đây, tôi đọc rất nhiều bài viết của các đồng tu trên Minh Huệ Net chia sẻ kinh nghiệm học thuộc pháp. Sau đó tôi quyết tâm vượt khỏi quan niệm cho rằng bản thân đã quá lớn tuổi để học thuộc pháp. Năm nay tôi 80 tuổi. Vì thế năm ngoái tôi bắt đầu quay lại học thuộc sách chuyển pháp luân để học thuộc pháp tôi lựa chọn cách học thuộc từng đoạn ngắn đọc qua vài lượt và học thuộc lòng đoạn pháp đó sau đó tôi học thuộc nhiều lần đoạn pháp cho đến khi không bị quên hay bỏ sót từ nào đối với các đoạn pháp dài hơn tôi chia thành hai đến ba đoạn nhỏ trước khi nối chúng lại với nhau và đọc thành một đoạn hoàn chỉnh trong quá trình học thuộc pháp tôi sẽ đọc đi đọc lại các cụm từ mà tôi bị quên một hoặc vài từ nhằm giúp tôi ghi nhớ tốt hơn bằng cách này tôi có thể dễ dàng học thuộc các từ một cách chuẩn xác nhưng khi làm vậy tôi lại không nhớ một đoạn hoàn chỉnh tôi có suy nghĩ nếu mình cứ học thuộc như vậy thì đến khi nào bản thân mới học thuộc hết sách chuyển pháp luân sư phụ giảng học pháp bất đãi biến tại kỳ chung. Trích, tinh tấn chính ngộ, hồng ngâm hai. Diễn nghĩa, học Pháp không chảnh mạng, biến hóa đều trong đó cả. Trích, tinh tấn chính ngộ, hồng ngâm hai. Tôi học thuộc Pháp với mục đích khắc sâu mỗi câu, mỗi từ trong bài giảng của sư phụ trong tâm trí để bản thân được đắm mình trong Pháp và tu luyện tốt. Chính vì vậy, tôi không cần quan tâm đến việc học thuộc nhanh hay chậm. Ngoài thời gian giảng chân tướng và phát chính niệm, tôi cố gắng tận dụng thời gian còn lại để học thuộc pháp bằng cách kết hợp giữa cách đọc qua một lượt và học thuộc pháp. Tôi kiên trì làm theo cách này liên tục trong 8 tháng và lần đầu tiên tôi đã học thuộc được tất cả các bài giảng trong sách chuyển pháp luân. Đến lần thứ hai, việc học thuộc trở thành nhanh hơn nhiều so với lần đầu. Trong quá trình học thuộc pháp, tôi thấy mình có thể tập trung tư tưởng tốt hơn vì nghiệp tư tưởng không còn xuất hiện nhiều, giúp tôi cũng học thuộc Pháp được nhanh hơn. Đến hiện tại, tôi đã có hai lần học thuộc sách chuyển Pháp Luân. 1. Tinh tấn tu luyện thông qua việc học thuộc Pháp Thông qua việc học thuộc Pháp, tôi có thể ngộ sâu sắc hơn về nội hàm trong Pháp mà sư phụ giảng. Tôi cũng nhận thức sâu sắc hơn về nội hàm đằng sau mỗi câu mỗi từ mà sư phụ giảng. Nếu một người thực sự muốn tu luyện, Pháp sẽ triển hiện trong mỗi lời nói và hành động của người đó, giúp họ sớm nhận ra chấp trước cần phải tu khứ. Lấy một ví dụ, đầu năm nay, một học viên trong nhóm học Pháp của tôi chia sẻ, chàng Minh Huệ có ra thông báo về việc thay đổi thời gian luyện bài công Pháp thứ hai lên thành một tiếng và có nhạc mới cho các bài công Pháp. Lúc đó tôi thấy ngờ vực về thông tin này, nhưng sau khi xem thông báo này trên Minh Huệ, tôi lập tức nhận ra suy nghĩ của mình lúc đó là sai. Tôi hiểu rõ, mình không thích luyện bài công pháp thứ hai một tiếng đồng hồ vì bản thân sợ khó khăn. Chính vì tôi có chấp trước vào tâm lo sợ mà tôi không thể kiên trì tập hết động tác thứ ba của bài công pháp thứ hai. Tôi thầm nhắc nhở bản thân, đây là yêu cầu của sư phụ và tôi phải thực hiện được yêu cầu này. Sư phụ giảng, nan nhẫn, năng nhẫn, nan hành, năng hành. Trích, bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Nhưng rồi tôi vẫn không thể luyện hết được động tác thứ tư của bài công pháp này, và nó cứ diễn ra như thế trong khoảng 3 ngày. Đến một hôm, tôi lại có suy nghĩ, năm bài công pháp cần phải được thực hành liên tục đầy đủ nếu tôi luyện bài công pháp thứ hai thành hai lần, mỗi lần nửa giờ thì chẳng phải là tôi đã luyện được bài công pháp này được một giờ ư. Trên đường về nhà sau khi tham gia học pháp nhóm, đột nhiên tôi có cảm nhận sư phụ đang điểm hóa điều gì đó để tôi nhận ra khi tôi thay đổi thời gian luyện bài công pháp thứ hai. Vừa về đến nhà, tôi đã nhanh chóng xem lại các bài giảng gần đây của sư phụ. Một cách tình cờ, tôi đọc đến đoạn sư phụ trả lời câu hỏi của một học viên. Sư phụ giảng, sư phụ yêu cầu mọi người làm thế nào thì hãy làm như thế. Trong pháp yêu cầu thế nào thì chư vị hãy làm như thế. Là như vậy. Không được tự mình đơn độc làm ra cái dạng gì khác. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2016. Tôi đã bị chấn động khi đọc đến đoạn pháp này. Sư phụ, con sai rồi nước mắt tôi tuôn rơi. Chẳng phải thông báo trên Minh Huệ chính là yêu cầu của sư phụ đối với các đệ tử sao? Đến sáng hôm sau, trước khi luyện các bài công pháp, tôi nhẩm lại một câu trong bài giảng của sư phụ. Nếu dốc lòng quyết tâm, khó khăn nào cũng không ngăn được, thì tôi nói rằng nó sẽ không thành vấn đề. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Sau cùng, tôi cũng luyện được bài công pháp thứ hai trọn vẹn một tiếng đồng hồ mặc dù tôi đã cố gắng thu xếp thời gian luyện công nhưng tôi vẫn tự hỏi mình có chấp trước gì để dẫn đến sai lầm này tôi phải tìm được gốc rễ của vấn đề và tu khứ nó đi tôi đọc đến đoạn pháp này trong lúc học thuộc pháp có người tập chạm trang các bắp tay mỏi chịu không được liền hạ xuống hoàn toàn không có tác dụng một chút khổ ấy có đáng kể gì tôi nói rằng nếu chưa vị luyện công dơ tay như thế mà tu thành được thì đúng là quá ư dễ dàng trích bài giảng thứ tư chuyển pháp luân khổ cái tâm trí mới là then chốt để cao tầng thực sự trích bài giảng thứ tư chuyển pháp luân tôi ngộ ra chính chấp trước vào tâm sợ hãi sợ phải nhọc công là nguyên nhân gây ra vấn đề Lấy thí dụ về tâm sợ hãi, từ lâu tôi biết mình có chấp trước này, nhưng lại suy nghĩ một cách đơn giản, các vấn đề xuất hiện chỉ liên quan đến việc cứu độ chúng sinh. Trong quá trình chuyên tâm học thuộc pháp, tôi có thể ngộ sâu sắc hơn về pháp sư phụ giảng. Tu luyện chính là tu luyện, tu luyện chính là vứt bỏ chấp trước, vứt bỏ những hành vi bất hảo và các loại tâm sợ hãi của con người bao gồm cả tâm sợ hãi này của người ta. Trích, vượt qua cửa tử, tinh tấn yếu chỉ ba. Tâm sợ hãi sẽ khiến người ta làm điều sai lạc. Tâm sợ hãi sẽ khiến người ta mất đi cơ duyên. Tâm sợ hãi là một cửa tử trên con đường từ người trở thành thần. Trích, vượt qua cửa tử, tinh tấn yếu chỉ ba. Tôi cũng nhận ra chính mình bị tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu độc rất sâu khiến cho những ý niệm suy nghĩ của bản thân đều mang nặng tư tưởng của đảng, chỉ có tu luyện theo yêu cầu của sư phụ mới có thể thoát ra được. Hai, đối diện với nghiệp bệnh bằng chính niệm. Trước khi bước vào tu luyện, tôi luôn phải dùng thuốc để trị bệnh. Tôi mắc nhiều căn bệnh mãn tính, nghiêm trọng nhất là bệnh rối loạn thính lực. Nó là căn nguyên gây cho tôi tình trạng mất ngủ và ngất xỉu. Sau khi bước vào tu luyện, tôi đã khỏi bệnh và từ lúc đó, tôi mới cảm nhận được thân thể nhẹ bẫng là thế nào. Qua hơn 20 năm tu luyện, cũng có nhiều lần nghiệp bệnh xuất hiện trở lại, nhưng tôi đều coi nhẹ hoặc không thừa nhận chúng. Tôi không còn phải dùng đến thuốc. Tuy nhiên, tu luyện là một việc rất nghiêm túc, đặc biệt là vào giai đoạn này. Nếu tôi có bất kỳ sơ hở nào trong tu luyện của tôi, tà ác sẽ lập tức rùi vào. Vào một buổi chiều tháng 10 năm ngoái, khi đang chuẩn bị phát chính niệm, thì tôi có cảm giác ớn lạnh. Nên tôi mặc thêm một chiếc áo sơ mi và ngồi trên giường theo tư thế song bàn. Đột nhiên, tôi thấy rùng mình, choáng váng đầu óc. Tôi nắm chặt tay vào đầu giường. Tôi thấu hiểu đây là bức hại của tà ác. Vì vậy, tôi cầu xin sư phụ giúp lúc đó không có người nào ở nhà nên tôi cố dùng hết sức để hét lên pháp chính càn khôn nhưng không sao mở được miệng trong khi mắt không mở nổi tôi có cảm giác như mình sắp ngã xuống đất nên nắm chặt tay vào đầu giường ngay sau đó cháu tôi về đến nhà cháu mở cửa đây chắc chắn là an bài của sư phụ và sừng sốt khi thấy tôi trong trạng thái đó cháu nhanh chóng chạy đến đỡ tôi tôi dùng hết sức để nói pháp thấy vậy cháu nhanh chóng hô to pháp luân đại pháp hảo trước khi gọi cho mẹ cháu khi đó tôi đã bị rơi vào tình trạng mất ý thức con gái tôi về đến nhà thấy vậy cũng hô to câu này hai lần giúp tôi tôi mơ hồ nhận thức được một chút và lờ mờ nghe thấy hai từ bệnh viện tôi líu lưỡi nói kiều con gái tôi hiểu ra tôi muốn nhắc đến một học viên ở gần nhà chúng tôi, nên vội kêu cháu trai tôi chạy đến nhà người học viên kia, còn cháu ở lại trong trường tôi. Một lúc sau, người học viên đến và phát chính niệm hỗ trợ. Dần dần tôi cũng tỉnh lại, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Khoảng hơn một tiếng sau, người học viên quay về nhà cô ấy. Lúc đó tôi đã tỉnh táo nên bắt đầu phát chính niệm và cầu xin sư phụ gia trì. Được một lúc thì tôi nôn thốc, nôn tháo. Người nhà tôi thay phiên nhau chăm sóc tôi đến tận khuya. Đến hôm sau tôi kiên trì học Pháp, luyện công và hướng nội, tự mình xem xét lại mọi suy nghĩ. Tuy nhiên, sinh mệnh tà ác vẫn không chịu từ bỏ bức hại tôi. Đến đêm thứ ba, tà ác tiếp tục bức hại tôi. Khi chuông báo thức thời gian phát chính niệm lúc nửa đêm tắt đi, tôi ngồi dậy để phát chính niệm nhưng cơ thể tôi lại run lẩy bẩy dẫu vậy tôi vẫn không màng tới điều đó tiếp tục ngồi trong tư thế song bàn và thầm nói với các sinh mệnh tả ác niềm tin của ta vào pháp và sư phụ luôn vững như bàn thạch ta muốn theo sư phụ hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh dù ta có sơ hở trong tu luyện thì các ngươi cũng không được phép bức hại ta ta sẽ chính lại bản thân theo đại pháp. Tôi cầu xin sư phụ gia trì và phát chính niệm hơn nửa giờ đồng hồ. Sau đó, tôi nhầm pháp và niệm đi niệm lại. Pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Đúng như sư phụ giảng, đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực, trích, sư đồ ân hồng ngâm hai. Tạm dịch đệ tử chính niệm đủ. Thầy có lực hồi thiên. Trích, Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm Hai. Trong quá trình học thuộc Pháp, cơ thể tôi ngừng run rẩy và đến ngày hôm sau, mọi thứ đã trở lại bình thường. Nghiệp bệnh gây ra cảm giác vô cùng thống khổ nhưng cũng biến mất rất nhanh. Trải qua tình cảnh này, tôi càng nhận thức rõ tu luyện là nghiêm túc như thế nào, đặc biệt với người cao tuổi nếu có bất cứ thời điểm nào việc tu luyện của chúng ta không đáp ứng tiêu chuẩn và chúng ta mang theo chấp trước thì sẽ thực sự vô cùng nguy hiểm tôi nhanh chóng tìm thấy lý do khiến tà ác bức hại tôi một thời gian trước con trai tôi làm việc ở ngoại thành về nhà thăm tôi tôi nói với cháu giờ tôi đã lớn tuổi nên việc đi chợ và nấu nướng rất vất vả với tôi có lẽ tôi nên đến nhà dưỡng lão để được chăm sóc ở đó nơi nào là nhà dưỡng lão chứ chẳng phải nó là tâm chấp trước mong muốn được an nhàn thoải mái ư đây rõ ràng là một suy nghĩ ích kỷ sao suy nghĩ này có thể phù hợp với một học viên đại pháp chứ nó đã hoàn toàn lệch khỏi pháp thật nguy hiểm trong nhiều năm qua để giữ gìn hòa khí trong gia đình giúp đỡ con gái để cháu có điều kiện ra ngoài làm việc và giúp cháu trai ăn học, tôi phụ trách việc đi chợ và nấu nướng. Bên cạnh đó, tôi cố gắng thu xếp thời gian ra ngoài giảng chân tướng đại pháp và cứu độ chúng sinh. Gia đình và xã hội đều là môi trường tu luyện của tôi. Tại sao tất cả những chấp trước này lại nổi lên? Sư phụ giảng. Tư duy, lối nghĩ của con người, các chủng quan niệm hình thành trong bộ não đều là hình thành qua thời gian lâu dài mà chức vị ở xã hội này tiếp xúc với các loại sự việc. Tuổi đời càng lớn thì tích lũy càng lắm. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2010. 3. Lời kết Tôi chưa bao giờ ngừng học Pháp và luyện công từ khi bước vào tu luyện 20 năm trước. Tuy nhiên, đến giờ tôi mới ngộ được là mình đã không tinh tấn tu luyện. Vì lẽ đó, các chủng quan niệm đã dần tích tụ qua nhiều năm và bắt đầu can nhiễu khi có chấp trước nào đó nổi lên. Chỉ khi chúng ta học thuộc Pháp, kiên định học Pháp và đắm mình trong Pháp mới có thể tu khứ các chấp trước và nghiệp tư tưởng. Lúc đó việc tu luyện mới thực sự có cải biến. Nhớ lại quãng thời gian hơn 20 năm tu luyện đã qua, sư phụ thực sự đã phải chịu khổ rất nhiều để cứu chúng ta, từ bi bảo hộ chúng ta và luôn dẫn dắt chúng ta sư phụ đã đưa tôi bước đi trên con đường tu luyện chân chính không có sư phụ cứu độ thì sẽ không có tôi hôm nay không có một ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi với sư phụ tôn kính chỉ có thể thông qua chăm chỉ học pháp thật tốt tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc mới có thể giảm bớt gánh nặng này của sư phụ chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình